Hành trang căn bản cho người hộ niệm. Biên soạn: cư sĩ Minh Đạt. Cố vấn: cư sĩ Diệu Âm. Phần 1: Cần cho người bệnh ôn kiệm phần này Người bệnh cần nên ôn tập hàng ngày Để tự kiểm điểm lấy mình Đã thực hiện đúng theo pháp hộ niệm hay chưa Nếu có điều gì sơ xuất Hãy mau mau chỉnh sửa lại Ban hộ niệm sẽ dựa vào những hạng mục này Mà thường xuyên hỏi bài Người bệnh cần vui vẻ, thành thực trả lời Để ban hộ niệm biết rõ Có còn sơ suất điều gì không Yêu cầu người bệnh học thuộc những mục vấn đáp dưới đây. một Có sợ chết không? Dạ thưa không ạ. À. 2. Có lo lắng về căn bệnh này không? Dạ không ạ. À. Bà có cầu xin hết bệnh không? Dạ cũng không ạ. À. 4. Niệm quan thế âm Bồ Tát cầu hết bệnh trước nhé. Dạ không ạ. À. 5 niệm chú để giải nghiệp trước rồi vãng sanh nhé. Dạ thưa không ạ. À. 6. Luôn luôn niệm gì? Dạ chỉ niệm A Di Đà Phật thôi ạ. À. 7. Niệm Phật cầu xin được hết bệnh nhé. Dạ không ạ. À. 8. Niệm Phật cầu xin được trí huệ khai mở nhé. Dạ cũng không ạ. À. 9. Niệm Phật cầu xin được an khang khỏe mạnh nhé. Dạ không ạ. À. 10. Niệm Phật, cầu xin được thông minh sáng suốt nhé. Dạ cũng không ạ. À. 11. Niệm Phật, cầu chứng đắc nhất tâm bất loạn nhé. Dạ thưa không. 12. Niệm Phật cầu gì? Dạ chỉ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi ạ. À. 13. Niệm Phật đã nhất tâm bất loạn rồi phải không? Dạ không ạ. À. 14. Niệm Phật, cầu xin thấy Phật hàng ngày, đúng không? Dạ không đúng ạ. À. 15. Chí thành niệm Phật, như vậy là đủ chưa? Dạ thưa chưa ạ. À. 16. Tuyệt đối không được thấy đủ nhé. Dạ vâng ạ. À. 17. Nếu thấy đủ rồi thì sao? Dạ bị trở ngại, xin sám hối ngay ạ. À. 18. Vãng sanh được là nhờ gì đây? Dạ nhờ lòng thành kính à. 19. Tuyệt đối không được nghĩ mình giỏi nhé. Dạ vâng ạ. À. 20. Tuyệt đối không được thượng mạng nhé. Dạ vâng ạ. À. 21. Thượng mạng thì mất vạn sanh có đúng không? Dạ thưa đúng ạ. À. 22. Nếu đã lỡ nghĩ mình giỏi thì phải làm sao? Dạ thành tâm sám hối ạ. À. 23. Nếu mình sơ suốt, ban hộ niệm nhắc nhở có sửa chữa không? Dạ sửa liền ạ. À. 24. Ban hộ niệm nhắc nhở có tự ái không? Dạ thưa không ạ. À. 25. Ban hộ niệm chỉnh sửa có cải lại không? Dạ không ạ. À. 26. Gia đình muốn cầu xin cho mình hết bệnh có vui không? Dạ thưa không 27. Như vậy có uống thuốc không? Dạ thưa có ạ à. 28. Không uống thuốc mới được vạn sanh đúng hay sai? Dạ sai ạ à. 29. Có cần uống thuốc không? Dạ có ạ à. 30. Tại sao cần nên uống thuốc? Dạ để được khỏe mạnh mà niệm Phật tốt hơn ạ à. 31. Uống thuốc là để luôn luôn cầu mong hết bệnh, đúng hay sai? Dạ thưa sai. 32. Tìm thuốc chữa trị cho đến cùng, còn nước còn tá, đúng hay sai? Dạ sai ạ. À. 33. Uống thuốc mới ra sẽ được hết bệnh, có đúng không? Dạ cũng sai luôn ạ. À. 34. Âm thầm cầu xin hết bình, chứ không nên cầu lộ liễu, đúng hay sai? Dạ sai ạ. À. 35. Pháp hộ niệm có ngăn cấm uống thuốc không? Dạ thưa không ạ. À. 36. Không ăn uống nữa để vạn sanh sớm, đúng hay sai? Dạ sai ạ. À. 37. Có chờ đứa con Út về mới an lòng vãng sanh không? Dạ thưa không ạ. À. 38. Có còn giận ai không? Dạ không ạ. À. 39. Còn nhớ ai không? Dạ cũng không ạ. Bốn mươi Còn cất dấu tiền bạc không? Dạ không ạ. Bốn mươi Có còn nhớ nhà cửa, ruộng vườn gì không? Dạ thưa không ạ. Bốn mươi hai Có còn lưu luyến con cái không? Dạ không ạ. Bốn mươi ba Có tiếc nuối hay ân hận gì về quá khứ không? Dạ không ạ. Bốn mươi bốn có điều gì khó khăn thì hỏi ai? Dạ thưa, hỏi Ban Hồ Niệm ạ. À. 45 Nếu cần có thể hỏi bạn bè thân hữu được hay không? Dạ thưa, không được ạ. À. 46 Có nên mời bạn bè thường xuyên tới thăm hỏi không? Dạ không ạ. À. 47 Không nên tiếp xúc với bạn bè để khỏi phân vân, đúng không? Dạ thưa, đúng ạ. À. 48 Ông bà người thân đã chết về đón có đi theo không? Dạ thưa không ạ. À. 49. Chư thần tiên tới đón có đi theo không? Dạ cũng không ạ. À. 50. Chư thiên tới đón có đi theo không? Dạ không ạ. À. 51. Chỉ theo Phật và Bồ Tát mà thôi, có đúng không? Dạ không ạ. À. 52. Chỉ theo Phật chứ không theo Bồ Tát. Đúng không? Dạ không đúng ạ. À. 53. Thấy nhiều vị Phật đến tiếp dẫn thì tốt, đúng không? Dạ không ạ. À. 54. Đức Bộ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đến đón có đi không? Dạ cũng không ạ. À. 55. Muốn vạn sanh phải đi theo ai? Dạ chỉ theo A-di-đà Phật thôi ạ. À. 56. A-di-đà Phật quán âm thế chí đến có đi theo không dạ có ạ năm mươi bảy bồ tát quán thế âm đến có đi theo không dạ không ạ năm mươi tám bồ tát quán thế âm và đại thế chí đến có theo không dạ cũng không ạ năm mươi chín chỉ có a di đà phật đến tiếp dẫn có theo không dạ đi theo ạ sáu mươi Đức Phật A-di-đà như thế nào? Dạ, giống như hình Phật đang treo ạ. À. 61. Trên tay Đức Phật A-di-đà cầm gì? Dạ, thưa Hoa Sen ạ. À. 62. Thấy Phật A-di-đà rồi, cần báo cho Ban Hồ Niệm biết có đúng không? Dạ, thưa đúng ạ. À. 63. Thấy Phật rồi thì báo cho tất cả mọi người biết đúng hay là sai? Dạ, thưa sai ạ. À. 64. Thấy được Phật rồi thì không cần niệm Phật nữa, đúng hay sai? Dạ sai ạ. À. 65. Hệ thấy Phật rồi thì chắc chắn được vãng sanh, có đúng không? Dạ cũng sai ạ. À. 66. Thấy được Phật rồi thì quyết lòng buông xả, niệm Phật cầu vãng sanh, có đúng không? Dạ thưa rất đúng ạ. À. 67. Thấy Phật hàng ngày thì rất tốt, đúng không? Dạ thưa không đúng à. 68. Hằng ngày thấy Bồ Tát quan thế âm thì tốt, có đúng không? Dạ thưa cũng không ạ. À. 69. Thường thấy Phật Bồ Tát là vọng tưởng, đúng không? Dạ thưa đúng ạ. À. 70. Thường thấy như vậy thì phải làm sao? Dạ sám hối và báo cho ban hồ niệm biết à. 71. Thường thấy hào quang hiện ra thì tốt, có đúng không? Dạ không ạ. À. 72. Có cậu xin thấy hào quang gì không? Dạ thưa không ạ. À. 73. Có cậu nghe được âm thanh gì không? Dạ cũng không ạ. À. 74. Nhìn thấy cảnh giới hung dữ hiện ra có sợ không? Dạ thưa không ạ. À. 75. Thấy cảnh giới hung dữ thì làm gì? Dạ, nhí tâm niệm Phật và báo cho ban hộ niệm biết ạ. À. 76. Thấy bất cứ điều gì báo cho ban hộ niệm biết có đúng không? Dạ thưa rất đúng ạ. À. 77. Về gia đình, mình có nên làm tờ di chúc không? Dạ rất nên làm ạ. À. 78. Những gì cần viết trong tờ di chúc? Dạ xin nhờ ban hộ niệm cố vấn ạ. À.